Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Doctor Online Việt Nam. Và để tiếp tục chuyên đề sức khỏe sinh sản ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón một vị bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Đấy là bác sĩ Lê Khắc Tiến, là bác sĩ khoa hiếm muộn tại đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Mỹ Đức. Dạ, xin chào bác ạ. Chào bạn và chào quý vị khán giả của Doctor Online Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nhận được rất là nhiều câu hỏi của các cặp vợ chồng đã hiếm muộn về con cái và mong muốn sẽ có thêm thật nhiều động lực để cố gắng hơn trong hành trình đi tìm con của mình. Và một câu hỏi đầu tiên Huyền Thương nhận được và mong muốn bác sĩ có thể giải đáp, đấy là: thưa bác sĩ, theo tôi được biết thì ngoài ống dẫn trứng thì độ dày hoặc mỏng của niêm mạc tử cung cũng ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình thụ thai cũng như là khi mang thai. Vậy thì xin bác sĩ hãy chia sẻ chi tiết về những ảnh hưởng của bề dày niêm mạc tử cung tới khả năng làm mẹ của các chị em phụ nữ hiện nay ạ. Cảm ơn câu hỏi của MC. Đúng là như bạn MC nói, thì bên cạnh ống dẫn trứng thì độ dày niêm mạc tử cung là một cái yếu tố quan trọng cho sự mang thai. Tuy nhiên, để nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò của độ dày niêm mạc tử cung tới cái khả năng có thai, thai tự nhiên cũng như là thai sau điều trị hỗ trợ sinh sản, thì chúng ta cần phải nhận diện đúng cái vai trò của niêm mạc tử cung là gì cái đã. Thì chúng ta hãy tưởng tượng rằng trong bào thai, thai nhi nằm trong tử cung của mình, thì lớp niêm mạc tử cung sẽ là nơi mà thai nhi sẽ phát triển. Chính vì vậy, độ dày của niêm mạc tử cung nó sẽ đóng cái vai trò giống như là một cái miếng đất để giúp cho cả cái phôi thai như là cái hạt của, như là một cái hạt mầm vậy đó, có thể làm tổ trong niêm mạc tử cung. Và miếng đất tốt thì một cái hạt mới có thể làm tổ tốt được. Cũng như tương tự như vậy, nếu có một cái độ dày niêm mạc tử cung tốt thì phôi thai mới làm tổ tốt. Tuy nhiên, đó là về mặt lý thuyết, như thực hành thì thực ra nó khá là tranh cãi nhau. Thực ra thì không phải là bệnh nhân cũng có những cái thắc mắc về chuyện độ dày niêm mạc tử cung bao nhiêu là tối ưu cho sự phát triển và làm tổ của phôi không đâu, mà ngay cả những chuyên gia, các bác sĩ cũng như vậy. Thì trong giới khoa học, cái độ dày niêm mạc tử cung người ta đã có làm rất là nhiều nghiên cứu từ những thời gian mà bắt đầu thực hiện những cái kỹ thuật điều trị hỗ trợ sinh sản như là bơm tinh trùng vào trong buồng tử cung hoặc là thụ tinh trống nghiệm, để người ta tìm hiểu xem độ dày niêm mạc tử cung bao nhiêu là tối ưu. Nhưng mà tất cả các nghiên cứu đều cho một kết quả không đồng nhất. Có những nghiên cứu người ta nói rằng độ dày niêm mạc tử cung trên 7 là được rồi. Có những nghiên cứu người ta lại nói rằng trên 7, trên 8mm là tốt nhất. Có những nghiên cứu người ta thấy là trên 10mm là tốt nhất và không nên quá dày. Mà nhưng mà dày là bao nhiêu, mỏng là bao nhiêu thì thực sự đến giờ các chuyên gia người ta cũng chưa đồng nhất với nhau. Thực sự nếu mà chia sẻ về kinh nghiệm điều trị thì đối với bác sĩ chúng tôi niêm mạc tử cung nó chỉ cần đạt một cái độ dày tối thiểu là được rồi, khoảng từ 8mm trở lên. Và thực ra nha, những nghiên cứu, có nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng độ dày niêm mạc tử cung ngay cả dưới 6mm vẫn có những trường hợp người ta có thể có thai được sau khi chuyển phôi. Nên đối với độ dày, đối với niêm mạc tử cung thì thực sự độ dày nó là một yếu tố phụ thôi. Nhưng mà cái mà bác sĩ lo ngại là niêm mạc tử cung quá dày hoặc quá mỏng nó sẽ tiềm ẩn một nguy cơ nào đó. Ví dụ niêm mạc tử cung mà quá mỏng thì đó có thể nó gợi ý đến chuyện là dính buồng tử cung, hoặc là niêm mạc tử cung bị viêm sẽ dẫn tới niêm mạc tử cung không có đủ độ dày để cho phôi phát triển. Hoặc là ngược lại, nếu niêm mạc tử cung quá dày, bác sĩ đang lo ngại rằng có một cái cấu trúc gì bất thường nó ẩn bên trong, nó làm niêm mạc tử cung dày lên, và cái cấu trúc đó nó mới ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi. Chính vì vậy, việc mà mình nói rằng độ dày niêm mạc tử cung quá dày hoặc quá mỏng thôi, thực ra nó là chưa phải là câu trả lời cuối cùng. Mà câu trả lời cuối cùng là bác sĩ cần phải tìm ra xem là có bệnh lý nào nó làm cho niêm mạc tử cung quá dày hoặc quá mỏng hay không, và sẽ cần phải xử lý bệnh lý đó trước khi chuyển phôi. Tôi lấy một cái ví dụ, nếu mà niêm mạc tử cung quá mỏng trong quá trình kích thích buồng trứng hoặc là trong quá trình chuẩn bị niêm mạc tử cung với liều thuốc quá nhiều, thì trước đây tôi có một bệnh nhân như vậy, thì khi mà kích thích buồng trứng nhiều chu kỳ liên tiếp thì độ dày niêm mạc tử cung không bao giờ vượt qua được 7mm. Và khi mà trong cái trường hợp vào ngày hôm đó chị đã có cái chỉ định để có thể chuyển phôi được rồi, thì lúc đó chúng tôi mới thảo luận và tôi đề nghị là tạm thời ngưng cái chu kỳ này lại để đi kiểm tra kỹ hơn xem là có lý do gì mà tại sao rất nhiều chu kỳ liên tục mà niêm mạc tử cung của chị luôn mỏng. Thì đến khi mà đi thực hiện kiểm tra thì mới phát hiện ra là dính buồng tử cung. Và dính buồng tử cung nó là một cái nguyên nhân làm niêm mạc tử cung mỏng. Và sau đó thì chúng tôi chỉ định cho chị bệnh nhân đi nội soi để tách dính buồng tử cung. Và sau khi tách dính buồng tử cung thì chu kỳ tiếp theo chuẩn bị niêm mạc tử cung dày lên bình thường. Như vậy thì mình nhìn lại cái trường hợp này,
vấn đề không phải là chúng tôi sợ niêm mạc tử cung mỏng sẽ không có thai, mà chúng tôi sợ rằng có một bệnh lý nào đó nó tiềm ẩn ở trong niêm mạc tử cung mà mình chưa phát hiện ra, mình đã bỏ sót trong quá trình chuẩn bị niêm mạc tử cung của bệnh nhân. Và cái bệnh lý đó đó nó mới làm giảm khả năng thụ thai, nó làm giảm độ dày niêm mạc tử cung. Thì để tổng kết lại là cái câu hỏi của bạn, thì niêm mạc tử cung đúng là một yếu tố rất quan trọng cho sự làm tổ của phôi, kể cả đối với thai tự nhiên hoặc là thai thụ tinh trong nghiệm. Nhưng mà vấn đề là độ dày niêm mạc tử cung bao nhiêu là tối ưu thì thực sự chúng ta không có một con số. Mà cái mà chúng ta cần phải quan tâm là niêm mạc tử cung này này, nó có đủ cái khả năng tiếp nhận phôi hay không. Và cái thứ hai nữa là có bệnh lý nào ở trong niêm mạc tử cung mà có ảnh hưởng đến sự phát triển làm và làm tổ của phôi hay không. Và những bệnh lý đó nó có thể thể hiện ra trên kết quả siêu âm là niêm mạc tử cung của mình quá dày hoặc là quá mỏng. Dạ thưa bác sĩ, thì lúc nãy bác sĩ có nói là về vấn đề một trong những cái nguyên nhân mà gây ra niêm mạc tử cung mỏng. Vậy thì bây giờ thì bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết sâu hơn về những nguyên nhân mà khiến niêm mạc tử cung dày hoặc là niêm mạc tử cung mỏng để cho các quý vị khán giả chúng ta được biết cũng như là phòng tránh được không ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi rất là hay. Như thế này này, khi mà một số nguyên nhân, mình nói về bệnh lý nội mạc tử cung mỏng trước, tức là khi mà những nguyên nhân nó làm nội mạc tử cung mỏng có nghĩa là gì? Máu nuôi tới niêm mạc tử cung nó không đủ, thì thường thường sẽ có một số các nguyên nhân có thể gây đến, chẳng hạn như là lao buồng tử cung, thứ hai là viêm buồng tử cung, thường là viêm mãn tính, thứ ba nữa là dính buồng tử cung. Đây là những nguyên nhân mà thường gặp nhất có thể làm cho niêm mạc tử cung mà cái độ dày nó mỏng thấy trên siêu âm. Còn về niêm mạc tử cung dày thì ngược lại, không phải là có việc máu nuôi tới quá nhiều, mà thường là do có một cái khối gì đó trong buồng tử cung. Và khi mà cái khối đó nằm trong buồng tử cung thì nó làm đổi cái độ dày niêm mạc tử cung dày hơn so với bình thường. Và trên siêu âm thì mình sẽ nghi ngờ. Nhưng mà thường thế này nè, một số cái bất thường chúng ta rất là khó quan sát trên siêu âm, nó nằm ở một cái thuật ngữ hơi chuyên môn một xíu. Đây là siêu âm mà chúng ta đang thực hiện thường là siêu âm 2 chiều. Siêu âm 2 chiều thì có độ chính xác không cao lắm, đặc biệt là trong chẩn đoán những cái bệnh lý của niêm mạc tử cung. Chẳng hạn như là dính buồng tử cung trên siêu âm, thường là siêu âm 2 chiều hiếm khi nào thấy lắm. Chúng ta phải thực hiện siêu âm 3 chiều hoặc là siêu âm bơm nước buồng tử cung. Vì buồng tử cung của chúng ta nó có hai cái lớp, thì khi chúng ta bơm nước vào trong buồng tử cung, chúng ta mới tách cái lớp buồng tử cung ra thành hai. Và lúc đó có cái gì bất thường ở giữa thì mình mới thấy được. Còn đôi khi siêu âm 2 chiều thì hình ảnh nó sẽ không rõ ràng, và chính vì vậy có thể bỏ sót một số cái bất thường. Thì độ dày niêm mạc tử cung mình có thể nói như nó như là một cái test sàng lọc thôi. Và nếu mà thấy cái test sàng lọc nó bất thường thì chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái test sâu hơn, những cái xét nghiệm sâu hơn, chẳng hạn như siêu âm bơm nước và siêu âm 2 chiều là chụp buồng tử cung. Còn và mình có thể, bạn có thể hiểu tưởng tượng giống như là chúng ta làm xét nghiệm COVID đi, thì chúng ta làm test nhanh COVID mà thấy dương thì chưa chắc là mình nhiễm COVID. Đúng. Mà mình phải làm cái test, cái PCR để mình xác định coi có bị bệnh hay không. Thì niêm mạc tử cung siêu âm 2 chiều hay siêu âm 3 chiều nó cũng tương tự như vậy. Nghĩa là nếu mình thấy nghi ngờ trên siêu âm thấy quá dày hoặc quá mỏng thì nó mới chỉ là biểu hiện nghi ngờ thôi, mình phải chẩn đoán lại bằng các cái khảo sát chuyên sâu hơn. Dạ xin cảm ơn bác sĩ. Vậy thì để điều trị niêm mạc tử cung bất thường thì chúng ta có thể có những giải pháp như thế nào ạ? Thường là với y khoa người ta sẽ phân ra hai cái nhóm điều trị thôi, là điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Nội khoa có nghĩa là mình dùng thuốc, còn ngoại khoa là mình can thiệp bằng thủ thuật, có thể hiểu là mình mổ đó. Thì đa số các bất thường trong buồng tử cung mình ít khi nào có thể điều trị nội khoa được. Ví dụ như là viêm niêm mạc tử cung thì mình có thể dùng thuốc điều trị nội khoa, đó là cái trường hợp duy nhất mình thể điều trị. Tuy nhiên đáp ứng thì không phải là mọi người đều có thể đáp ứng tốt và điều trị được. Còn những cái bất thường còn lại, chẳng hạn như là dính buồng tử cung này, polyp buồng tử cung này, u sơ tử cung dưới niêm, đa số là mình cần phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thường là mình phải nội soi trong buồng tử cung để cắt cái khối bất thường ở đi, sau đó mình mới bắt đầu chuẩn bị niêm mạc tử cung trở lại được. Xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức là chi tiết của bác sĩ ạ. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Doctor Online Việt Nam ngày hôm nay của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên đề lần sau.